Điểm qua các loại ốc thường gặp nào. Rugosus, Brevimanus, Violacin, Cavapes, Purpureus, Clypeus Violacin, Perlatus, Lila. Và cách phân biệt chúng đầu tiên là Rugosus. Điểm bạn có thể dễ thấy đó là đố mở mắt của chúng. Phần chỉ khâu ở cá Albino có rất nhiều màu như cam, vàng, đỏ, xanh, tím. Lila. Lila và Rugosus khác nhau như thế nào? Bạn hãy quan sát đường chỉ càng và màu càng nhé. Violacin. Mắt một màu đen tuyền, râu màu cam, chân to và dài. Lúc bé có màu cam gọi là sunset. Khi lớn có màu xanh, tím, nâu, xám. Brevimanus. Có màu cam, đỏ, đen. Đây là em bé dâu tây hot girl mà mọi người hay săn đón.